Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chiến thuật scalping và cái chỉ số RSI. Thì cái chỉ số RSI có lẽ là cái chỉ số rất là quen thuộc và bản thân mình cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong các video trước, và mình cũng đã có một cái video riêng chia sẻ về cái chỉ số này rồi. Chỉ số RSI cho chúng ta biết được những cái vùng quá bán và những cái vùng quá mua của thị trường. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là không nhiều người biết hiểu rõ thực sự bản chất của những cái vùng quá bán, quá mua là như thế nào. Thế nên ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái bản chất của cái chỉ số RSI khi mà cho chúng ta những cái tín hiệu như là overbought hay là oversold là gì, cũng như là cái cách kết hợp cái chỉ số RSI với những cái chỉ báo khác để cho ra được cái chỉ số scalping nó là như thế nào. Thì hy vọng là video sẽ cung cấp thêm cho các bạn một cái hệ thống giao dịch hiệu quả. Với những các bạn nào mà mới xem kênh YouTube của mình, các bạn có thể tham khảo một cái nhóm Telegram, kênh của chúng ta có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về phân tích kỹ thuật cũng như là tín hiệu. Thì nếu như các bạn là những cái bạn mới, các bạn cần sự support hỗ trợ từ các admin và từ mình, thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm này. Thì cái hướng dẫn đăng ký nhóm mình sẽ để ở phần mô tả của video và các bạn có thể tham khảo. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái chiến thuật để trade với RSI cũng như là một số những cái lưu ý các bạn cần biết để tránh được những cái tín hiệu sai của thị trường hay là các bạn mắc kẹt trong cái vùng overbought hoặc là oversold. Thì như các bạn đã biết thì RSI được xếp vào cái nhóm chỉ báo gọi là chỉ báo dao động. Thì đây là cái loại chỉ báo sẽ thể hiện lực mua và lực bán của thị trường. Và RSI sẽ chạy trong khoảng giá trị từ 0 cho đến 100. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới một số những cái mốc giá đặc biệt. Ví dụ như RSI trên 70 thì thị trường rơi vào vùng quá mua, ngược lại RSI dưới 30 thì thị trường ở trong giai đoạn quá bán. Một số người có thể set up con số này là 80 hoặc là 20, đó là tùy vào cái thói quen của các trader. Và đối với cái thị trường khi mà đang trong trạng thái sideways thì RSI sẽ không thể phát huy cái tác dụng, bởi giá nó sẽ đi ngang thì cái chỉ dẫn sẽ không có xu hướng rõ ràng. Về cái chỉ báo RSI thì các bạn có thể xem lại một cái video mình cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết về chỉ báo này trong cái chuỗi series Bí mật Trader. Và cái công cụ RSI là một công cụ cực kỳ hữu ích bởi nó cho thấy chúng ta có thể nhìn được một cái nhìn rất là tổng quát về cái vùng overbought và oversold của thị trường. Tuy nhiên có một điều mà mình muốn các bạn phải lưu ý, đó là công cụ này sẽ không được sử dụng như là cái tín hiệu để mua và bán mà không cần có thêm bất cứ một cái sự xác nhận thêm nào. Rất nhiều bạn không có cái kiến thức chuẩn về công cụ RSI sẽ nhầm lẫn về cái ý nghĩa của cái vùng quá mua và quá bán. Mình thấy là có một số trader để cho rằng là khi mà RSI đi vào vùng quá mua thì đó là cái tín hiệu để bán ra, hay là đặt lệnh mua vào khi mà RSI đi vào cái vùng quá bán. Thì mình có thể khẳng định các bạn thì chiến thuật trade như vậy không phải là một cái chiến thuật trade chính xác, và nếu như các bạn còn trade như vậy thì khả năng thu lỗ của các bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Các bạn cần phải hiểu ấy, là khi mà RSI báo hiệu thị trường đi vào vùng quá mua, quá bán thì không có nghĩa là giá ngay lập tức sẽ lập tức đảo chiều, mà trong cái xu hướng là xu hướng uptrend hoặc là downtrend thì thị trường có thể vẫn sẽ tiếp tục xu hướng trước đó ngay cả khi đã đi vào cái vùng overbought hoặc là oversold trong một khoảng thời gian có thể là cả tuần hoặc là cả tháng. Các bạn có thể nhìn thấy ở tình huống chúng ta ở đây, chúng ta có ở đây thị trường đang trong cái xu hướng là xu hướng tăng, và cái ở cái chỉ báo RSI thì các bạn cũng có thể thấy là cái số điểm đã vượt quá mức 70 báo hiệu là thị trường đang đi vào vùng quá mua. Những cái trader hiểu sai về ý nghĩa của vùng overbought có thể coi đây là cái tín hiệu của cái việc là thị trường ngay lập tức sẽ đảo chiều, và những nhà đầu tư này có thể sẽ quyết định setup một cái lệnh sell ngay tại mức giá là 11.885 đô. Tuy nhiên thực tế việc thị trường ở trong vùng quá mua chỉ thể hiện rằng lực mua của thị trường đang rất là mạnh. Chúng ta thấy là giá vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong khi RSI chạy trên cái vùng 70 trong một khoảng thời gian nữa, và chúng ta có cái mức giá đạt đỉnh lên tới là 12.417 đô la. Hay như ở đây chúng ta có cái vùng RSI ở dưới mức 30 cho thấy là thị trường đang trong vùng oversold, đúng không ạ? Tại cái thời điểm mà RSI cắt xuống mốc 30, nếu bạn nào mà hiểu rằng là cái việc quá bán là cái tín hiệu để mà bán sẽ đặt cái lệnh short tại mức giá là 11.841, chúng ta có thể thấy đó chưa phải là mức giá thấp nhất trước khi thị trường đảo chiều. Giá còn tiếp tục xuống đến mức là 11.597 trước khi tăng trở lại. Chính vì vậy mà các bạn nên lưu ý để hiểu rõ bản chất của công cụ, tránh mắc sai lầm và dẫn tới cái việc trade thua lỗ. Như mình đã đề cập ở phần đầu video thì công cụ RSI với cái khả năng là có thể dự báo được cái lực mua và lực bán của thị trường nên sẽ rất là thích hợp cho các trader trade theo phong cách là lướt sóng. Và với cái chiến thuật scalping sử dụng RSI ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết hợp công cụ này với những cái biến động giá của thị trường. Phương án đầu tiên mà các bạn nên chọn đó là sử dụng đồng thời cả RSI và đường kháng cự hỗ trợ.
Bằng cái cách kết hợp này thì nhược điểm không tập trung vào mức giá cụ thể của RSI sẽ được bù đắp. Cụ thể là với chiến thuật này, chúng ta sẽ chú ý tìm cơ hội dựa trên sự kết hợp cùng lúc giữa sức mạnh của thị trường báo hiệu bởi RSI và lực của đường kháng cự hỗ trợ. Như mình đã nói ở phía trước của video thì cái việc chỉ báo RSI vượt mức 70 không thể giúp các trader xác định chính xác được một cái điểm vào lệnh tốt. Tuy nhiên thì tại vị trí này chúng ta nếu có hai yếu tố, đó là chỉ số RSI vượt mức 70 đồng thời các bạn thấy trên giá trên thị trường chạm vào đường kháng cự thì đây lại là một cơ hội cho trader có thể đặt được một cái lệnh sell tại cái mức giá khá là phù hợp. Để các bạn có thể thấy được hiệu quả của chiến thuật này thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể hơn. Ở đây chúng ta có cái RSI đã đi vào vùng trên 70, báo hiệu rằng là thị trường đang ở trạng thái là lực mua vào rất là mạnh. Tuy nhiên thì đây chưa phải là dấu hiệu tốt để chúng ta vào lệnh. Quan sát chart đồ thị thì tại điểm này chúng ta có thể chúng ta có cái đường giá chạm vào mức kháng cự. Thì đây chính là cái dấu hiệu gần như là chắc chắn về cái việc là giá sẽ có thể là đảo chiều. Điểm vào lệnh phù hợp cho chúng ta trong trường hợp này sẽ ở mức là khoảng 429.6 đô la tại đường kháng cự. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn giá đóng cửa của cây nến chạm vào đường kháng cự, tức là mức 428.82 đô la. Và điểm take profit chúng ta có thể đặt tại cái mức hỗ trợ đó chính là 421 đô la. Hay chúng ta có một cái trường hợp với cái lệnh buy như thế này thì giá phá vỡ đường kháng cự trước đó và đi theo cái xu hướng là giá giảm. Chúng ta có RSI dưới mức 30 cho thấy là thị trường đang ở cái trạng thái là oversold. Ngay khi chạm đường hỗ trợ tại đây thì giá không thể tăng cao hơn nữa và bắt đầu đi lên, tạo thành một cái điểm swing low ở đây. Và đây cũng chính là cái thời điểm mà các bạn nên nắm cơ hội để đặt một cái lệnh buy ở mức giá là 11.256.21 đô la. Gợi ý cho cái điểm stop loss thì các bạn có thể chọn mức giá thấp nhất của cây nến chạm vào đường hỗ trợ. Ở trường hợp này thì mình sẽ có cái điểm dừng lỗ ở mức là 11.129.62 đô la và take profit tại cái mức kháng cự đó chính là 11.648.27 đô la. Và với cái mức chốt lời như thế này, chúng ta có cái tỷ lệ risk and reward 1/3. Đây thực sự là một cái tỷ lệ rất là ok cho cái lệnh này. Cách thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là cách sử dụng kết hợp RSI với cả những cái mô hình nến. Với cái chiến thuật này thì các bạn sẽ phải có cái tư duy là tìm kiếm cái điểm buy khi mà thị trường oversold và đặt lệnh sell khi mà thị trường overbought. Và cái mô hình nến mà chúng ta sẽ kết hợp trong cái chiến thuật này đó chính là cái mô hình nến Shooting Star. Nhắc lại một chút về cái hình dạng của nến Shooting Star thì chúng ta có cái phần râu nến là dài phía trên và phần thân nến ở phía dưới là ngắn. Và phần râu nến dưới có thể sẽ không có hoặc là rất là ngắn. Bạn nào mà đã theo dõi cái video về mô hình nến Doji thì chúng ta cũng biết đây chính là cái biến thể của cái mô hình nến Doji BMO. Và chúng ta sẽ để ý là mô hình nến Shooting Star sẽ xuất hiện ở cái vùng quá mua. Nguyên lý giao dịch của cái mô hình này tương đối là đơn giản. Khi mà thị trường đáp ứng đủ hai điều kiện đó chính là RSI trên 70 và mô hình nến Shooting Star thì đây chính là dấu hiệu cho các bạn, cho phép các bạn đặt một cái lệnh short. Cái mức entry của chúng ta sẽ được đặt tại giá đóng cửa của cái cây nến đó, hoặc là các bạn có thể đợi một cái cây nến xác nhận nữa của thị trường và bán ra tại cái mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận. Cái điểm stop loss thì các bạn sẽ đặt ở phía trên đỉnh của cây nến, và cái mức lợi nhuận tiêu chuẩn mà chúng ta có thể đạt được sẽ rơi vào khoảng 50% chênh lệch giữa cái điểm swing low và cái điểm swing high trước đó. Và có thể để có thể tìm kiếm cái tỷ lệ chốt lời tốt thì các bạn nên sử dụng đến cái công cụ Fibonacci, hoặc là mỗi một trader có thể tìm kiếm cái mức lợi nhuận phù hợp với cái chiến thuật, mục tiêu cũng như là cái khả năng giao dịch của các bạn. Các bạn cũng có thể sử dụng cái tỷ lệ lãi lỗ gấp đôi hay là gấp 3 lần cái mức stop loss đã đặt, hoặc là set các tín hiệu đảo chiều của thị trường để tìm cho mình một cái mức profit phù hợp. Ngược lại, đối với thị trường đang trong trạng thái oversold thì các bạn cũng nên chú ý đến cái mô hình nến Doji chuồn chuồn với cái cấu tạo là phần thân nến ngắn, râu nến dưới dài và râu nến trên ngắn hoặc là không có. Và cách setup thì cũng tương tự như là mình vừa mới đề cập ở phần trên. Để mà các bạn có thể hiểu rõ thì mình sẽ phân tích một cái ví dụ cụ thể cho các bạn. Các bạn có thể thấy là ở đây thì chúng ta có cái chỉ số RSI trên 70 đang cho thấy là thị trường đang ở trạng thái là overbought. Cái cây nến Shooting Star xuất hiện với cái thân nến phía dưới ngắn và râu nến phía trên khá là dài thì đây chính là cái tín hiệu mà các nhà đầu tư tìm kiếm trước khi mà thị trường đảo chiều. Và chúng ta có thể set up một cái điểm entry tại mức giá đóng cửa của cây nến Shooting Star là 9.631.9 đô la. Mức stop loss có thể sẽ được đặt cao hơn mức giá cao nhất của cây nến đó là mức 9.691.86 đô la. Và các bạn có thể sử dụng Fibonacci để mà tìm kiếm cái điểm chốt lời.
Như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có thể chốt lời tại mức giá là 9.555 đô la. Và với chiến thuật này thì chúng ta sử dụng điều kiện thị trường gọi là overbought, oversold như là một cái cách để mà chúng ta có thể lọc ra được những cái thời điểm có khả năng vào lệnh nhanh hơn. Và chúng ta có thể thấy là không phải thị trường lúc nào nó cũng trong trạng thái overbought, oversold. Và cái việc tập trung vào những cái lần giao dịch chất lượng như thế này thì các trader nên ưu tiên hơn là giao dịch nhiều lần khi mà các bạn không có được những cái ưu thế thực sự là rõ nét. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái ví dụ nữa là cái chỉ số RSI dưới mức là 30, chúng ta thấy là thị trường đang trong cái vùng oversold và chúng ta sẽ cần chờ nến doji chuồn chuồn xuất hiện ở cái điểm swing low. Với cái phần thân nến ngắn, đuôi nến dài thì đây chính là cái dấu hiệu cho thấy là giá sắp đảo chiều. Các bạn có thể đặt cái điểm entry tại cái mức giá kết thúc của cây nến doji này, tức là mức 9.441,41 đô la. Và chúng ta có thể stop loss ở mức là 9.358,65 đô la, hay chính là cái mức giá thấp nhất của cây nến doji chuồn chuồn. Nếu như các bạn sử dụng mô hình Fibonacci thì các bạn có thể tìm được cái điểm chốt lời tại vùng Fibo 0.618, tức là mức giá tầm khoảng 9.601,88 đô la, hoặc cao hơn là 9.701 đô la. Và với lệnh này thì nếu như tối ưu nhất thì các bạn có thể chốt được ở mức giá là tầm 9.780, tức là đỉnh cho cái sóng tăng của cái chart đồ thị tại thời điểm đó. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau video các bạn cũng đã hiểu thêm về chỉ số RSI cũng như là cái cách scalping với cả cái chỉ số này. Thì những cái chiến thuật này nó sẽ đòi hỏi các bạn biết cách kết hợp một cách linh hoạt giữa các chỉ báo, chỉ số lại với nhau. Và nó sẽ cần tương đối nhiều thời gian để các bạn có thể thực hành. Thì hy vọng là các bạn sau khi xem video này cũng sẽ tự thực hành được và các bạn cũng có thể đưa ra cho mình được một cái hệ thống giao dịch với một cái kết quả tốt. Nếu như các bạn còn bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới cho mình biết rồi mình sẽ sẵn sàng giải đáp các câu hỏi đó cho các bạn. Và trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn những cái video về những cái chiến thuật để các bạn có thêm nhiều chiến thuật mới để mà các bạn có thể giao dịch được một cách hiệu quả hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.